Xin chào các bạn, như trong video trước mình đã nói thì mình sẽ làm một video chế quạt phun sương từ cái máy phun sương mini này. Thì hôm nay mình sẽ làm nhé. Đây là chiếc máy phun sương mini mà trong video trước mình đã mở hộp và bung ra cho các bạn xem. Đây là những cái vật liệu mình cần để mình làm chiếc quạt nhé. Đầu tiên là một cái lọ bằng nhựa để mình chứa nước. Tiếp theo là 4 viên pin 18650. Ở đây mình đã gắn keo thành một khối này để lát nữa làm cho nó tiết kiệm thời gian thôi. Một motor, đây là motor trong đầu đĩa. Motor này quay cũng khá là tít và nó rất là êm. Một cánh quạt, công tắc, một mạch sạc bảo vệ pin 18650. Ở đây thì mình sẽ thiết kế gắn cái máy phun sương vào đáy cái lọ nhựa này và mình khoan lỗ ở dưới này để cái lọ này chứa nước nhé. Đầu tiên mình sẽ khoét lỗ ở cái đáy của cái lọ này để mình gắn được cái thân máy phun sương này vào nhé. Mình sẽ dùng cái mũi khoét này nhé. Gắn vừa khít luôn các bạn ạ. Và hiện tại ở chỗ mình trời đang mưa nên nó khá là ồn, các bạn thông cảm nhé. Bởi vì mình cũng phải tranh thủ làm, không thì lúc khác thì mình lại không có thời gian. Tiếp theo mình sẽ tháo cái máy phun sương này ra để mình nối hai dây để mình cấp nguồn từ cái pin 18650 rồi nhé. Mình sẽ bỏ cái viên pin của nó đi, mình sẽ dùng một nguồn thôi nhé. Mình sẽ dùng hai đoạn dây này để mình câu ra ngoài nhé. Mình sẽ khoét một lỗ ở trên thân này để mình luồn dây ra. Ok, như vậy là mình đã nối được hai dây để mình cấp nguồn vào cái máy phun sương này rồi. Bây giờ thì mình sẽ gắn nó vào đây nhé. Mình sẽ gắn thật kín để nó không bị giò nước ra các bạn nhé. Ok, mình gắn keo như vậy nhá. Như vậy là nó sẽ rất là kín rồi, nước sẽ không dò được đâu các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ mắc song song 4 viên pin này lại với nhau. Tiếp theo mình dùng miếng alu này để mình gắn lên trên cái đầu cục pin như vậy. Để lát nữa mình gắn công tắc và mạch sạc lên cái tấm alu này nhé. Công tắc và mạch sạc thì mình sẽ gắn lên trên cái tấm alu này. Mình sẽ gắn như vậy nhé. Rồi tiếp theo là phần nối dây, thì mạch sạc sẽ được nối song song với pin và hai dây pin này cũng sẽ được nối song song với hai dây nguồn của máy phun sương này luôn nhé. Thank you.
Hai dây này thì bây giờ sẽ được nối lên motor. Dây dương này thì sẽ nối qua cái công tắc này. Phần phun xương thì mình sẽ gắn lên trên như này các bạn nhé. Gắn lên như vậy. Phần bên cạnh này thì mình sẽ gia cố bằng những tấm alu cho nó thêm chắc chắn nhé. Mình đã gắn keo chắc chắn rồi các bạn ạ, nó sẽ không thể bung ra được đâu. Bây giờ thì mình sẽ gắn cái motor ở cái tầm đoạn này. Ok, giờ thì mình test thử các bạn nha. Đầu tiên là phần sạc thì mình sẽ dùng cái sạc điện thoại thôi. Mình cắm vào đây. Khi đèn báo màu đỏ là đang sạc, còn màu xanh là đầy. Công tắc này là để bật quạt này, còn cái nút này là để bật chế độ phun xương. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào đây để mình test luôn nhé. Cái bình này của mình thì chứa được khá là nhiều nước các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bật quạt nhé. Giờ mình bật phun xương mà không bật quạt. Đấy. Giờ bật quạt luôn nhá. Đây này các bạn có thể thấy là cái hơi xương nó sẽ được cái cánh quạt nó hút và nó thổi ra đằng trước này. Đấy, rất là mát luôn và nó tạo độ ẩm cho mình luôn các bạn nhá. Ok, như vậy là mình đã chế thành công chiếc quạt phun xương cầm tay này rồi. Nếu các bạn xem video thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.